Đây là hộ chuyên canh hành lớn nhất ở Lạc Xuân với diện tích 4 hecta chuyên trồng hành boro. Anh Nguyễn Thứ trưởng, chủ vườn cho biết, trồng hành boro, người nông dân phải chủ động từ khâu gieo hạt cho tới khâu thu hoạch. Do cây trồng ít phổ biến nên vườn ươm không bán sẵn cây giống. Gia đình anh phải đưa hạt giống ra vườn ươm, thuê gia công với giá 10 triệu đồng một ký hạt. Một ký hạt có thể đủ lượng cây con để trồng trên 4 đến 5 sao đất. Khi nhận cây con về, chủ vườn phải làm đất lên luống và xuống giống hành. Những cây hành non mảnh như cây tâm được trồng xuống trên nền đất đỏ, nhanh chóng bám rễ. Đối với vườn nhà mình, anh trưởng thường phủ bạc trên luống và đục lỗ để trồng hành. Cây hành Boro cần 5 tháng để có thể thu hoạch. Sau khi trồng, nông dân cần tưới nước đều mỗi ngày, tốt nhất là vào sáng sớm. Theo anh Nguyễn thứ trưởng, cây hành Boro là loại cây cho năng suất cao, với một sào năng suất khi thu hoạch đạt 5 tấn vào mùa khô và khoảng 4 tấn vào mùa mưa. Hành được trồng hai vụ mỗi năm, năng suất khoảng từ 40 đến 50 tấn một vụ trên một hecta, cả năm ước đạt khoảng từ 85 đến 90 tấn một hecta. Với giá cả trung bình là 10.000 đồng một ký, một hecta hành có thể cho thu nhập trên dưới 400 triệu đồng một năm sau khi đã trừ chi phí.